Xin chào tất cả các bạn. Mình là Đỗ Kim Dung. Hiện tại mình đang là đại lý cung cấp các cái công cụ hỗ trợ bán hàng online trên Facebook. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hướng dẫn các bạn tính năng lọc bạn bè không tương tác trên phần mềm Inbox FB nhé. Chúng ta có thể đăng nhập vào Chrome hoặc là Cốc Cốc ở trên điện thoại nhé. Sau đó chúng ta sẽ đăng nhập vào cái trang web inboxfb.vn này, công cụ bán hàng đỉnh cao siêu Inbox FB này. Chúng ta sẽ vào cái phần mềm này. Sau khi chúng ta vào cái phần trang web này thì nó sẽ hiển thị lên đây là công cụ bán hàng đỉnh cao siêu Inbox FB nhé. Chúng ta sẽ nhấn vào chữ sử dụng ạ. Các bạn chờ một chút nhé. Đó. Thì là mình đã đăng nhập sẵn cái tài khoản Inbox FB của mình ở trên này rồi. Còn nếu như ở đây các bạn chưa có cái tài khoản Inbox FB thì có thể inbox ngay cho Dung để nhận cái tài khoản và sử dụng nhé. Sau khi đăng nhập thì cái màn hình, cái giao diện chính của phần mềm nó sẽ hiển thị lên như thế này. Để sử dụng cái công cụ thì kể cả là Auto FB hay là Inbox FB hay Live FB hay là Top FB thì chúng ta đều phải vào cái thanh công cụ ở bên trên. Sau đó chúng ta sẽ vào cái tài khoản Facebook nhé. Rồi chúng ta ấn vào danh sách tài khoản. Thì ở đây hiển thị lên là danh sách tài khoản để sử dụng sản phẩm bạn cần thêm một tài khoản Facebook. Ở đây chưa có tài khoản Facebook thì chúng ta có thể thêm tài khoản Facebook của chúng ta vào. Các bạn chú ý ở phần này nhé, nếu như mà các bạn mà thêm cái tài khoản mà bên mình cấp vào cái chỗ phần thêm tài khoản Facebook này thì các bạn sẽ không sử dụng được, nó sẽ báo lỗi. Còn ở đây các bạn phải thêm cái tài khoản và cái mật khẩu Facebook của các bạn vào đây nhé. Thì bây giờ Dung sẽ thêm cái tài khoản và cái mật khẩu Facebook của Dung vào đây nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ ấn là đăng nhập nhé. Sau khi chúng ta đăng nhập thì nó sẽ hiển thị ra một cái đoạn mã như thế này. Đó. Thì các bạn sẽ copy đoạn mã có chữ Session Key là các bạn đã đăng nhập đúng cái tài khoản Facebook của các bạn nhé. Còn nếu như mà không hiển thị ra cái đoạn mã có cụm từ Session Key này thì các bạn đã bị đăng nhập sai. Sau đó thì các bạn sẽ liên hệ với Dung để xác định lỗi và các bạn sẽ đăng nhập lại nhé. Các bạn lưu ý ở phần này với những cái bạn mà sử dụng điện thoại iPhone thì các bạn nên sao chép bỏ lại cái dấu ngoặc đầu tiên. Đoạn này mình chưa copy hết rồi. Đây. Đó, chúng ta sẽ copy, chúng ta sẽ kéo từ dưới lên và chúng ta bỏ lại dấu ngoặc. Sau chúng ta sẽ ấn là chép. Rồi chúng ta nhấn vào đây này. Sau đó chúng ta sẽ dán vào. Chúng ta sẽ dán cái đoạn mã chúng ta vừa copy vào nhé. Dán vào. Do vừa nãy chúng ta để lại cái dấu ngoặc nên là chúng ta bây giờ chúng ta copy sang thì chúng ta sẽ bị thiếu cái dấu ngoặc. Chúng ta sẽ phải trả lại cái dấu ngoặc của vừa nãy vào đây nhé. Sau đó chúng ta ấn thêm. Đấy, thì lúc này phần mềm sẽ hiển thị lên cái tài khoản Facebook và cái ảnh đại diện của Dung nhé. Thì để chắc chắn chúng ta sẽ ấn kiểm tra xem cái tình trạng ở đây là Facebook của Dung có đang hoạt động ở trên cái phần mềm này không. Còn nếu như mà các bạn hiển thị ra cái dòng chữ là hết hạn, xóa đi thì các bạn sẽ xóa đi và thêm
tài khoản Facebook vào như những bước vừa xong Dung đã làm nhé. Ở đây thì phần mềm đã báo là tài khoản của Dung đang hoạt động ở trên phần mềm nhé. Chúng ta sẽ quay lại cái thanh công cụ này, ba dấu gạch ngang này. Chúng ta vào phần tài khoản Facebook và chúng ta nhìn xuống bên dưới một chút, có cái tính năng lọc bạn bè, chúng ta sẽ ấn vào đó. Lọc danh sách bạn bè không tương tác ở đây thì sẽ nhấn chọn tài khoản Facebook. Nếu như bạn nào có hai cái tài khoản Facebook ở trên inbox FB thì chúng ta có thể chọn một trong hai cái tài khoản ở đây. Nhưng mà Dung chỉ dùng một cái tài khoản Facebook thôi nên là Dung sẽ thêm tài khoản Facebook của Dung vào đây. Sau đó chọn giới tính là gì? Có là chọn giới tính là nam hoặc là nữ, không tương tác với chúng ta thì ở đây Dung sẽ chọn là tất cả nhé. Chọn số lượng post tức là những người không tương tác với mình trong vòng 10 bài viết gần đây hay là 20 hay là 50 hay 100 năm 200 đến 500 bài viết gần đây thì Dung sẽ chọn là 50 bài viết gần đây. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lọc. Chúng ta đợi một chút, công cụ đang lấy phần mềm đang lấy thông tin tương tác nhé. Thời gian lọc thì sẽ phụ thuộc vào số lượng bạn bè và bài viết. Chúng ta chờ một chút nhé. Chúng ta chờ một chút cũng sẽ nhanh thôi. Vậy là phần mềm đã lấy được cái thông tin những người mà không tương tác với Dung trong vòng 50 bài viết gần đây. Ở đây thì có tất cả 27 trang. Do đó là Dung khuyên tất cả các bạn không nên chọn là xóa tất cả. Ở trên này các bạn nhìn này, xóa bạn có điểm tương tác bằng 0. Đó, và xóa bạn đã chọn thì các bạn nên chọn xóa bạn đã chọn nhé. Thì bởi vì sao? Bởi vì là khi mà các bạn ấn vào xóa tất cả thì đồng nghĩa với việc là công cụ phần mềm sẽ xóa tất cả 27 trang là những cái bạn bè không tương tác với chúng ta trong vòng 50 bài viết gần đây. Đó, vậy thì trong số đó sẽ có những cái người có thể là bạn là người thân hoặc là bạn bè của chúng ta mà chúng ta vẫn muốn kết bạn với họ ấy. Do vậy thì các bạn sẽ nên chọn là xóa bạn đã chọn. Và ở đây chúng ta nhìn xem những cái đối tượng nào này là đối tượng không tương tác với mình mà mình không muốn kết bạn nữa thì mình sẽ tích vào đây nhé. Mình sẽ tích vào đây. Đó. Mình sẽ tích vào đây, sau đó là sẽ sang xa hết thì mình sẽ sang trang thứ hai. Trang thứ hai rồi đến trang thứ 27 nhé. Rất là nhanh thôi, không có gì lâu cả. Thì nếu như các bạn mà lọc bằng tay thì nó sẽ rất là lâu, các bạn sẽ phải đi vào từng cái trang cá nhân của từng người một, sau đó các bạn sẽ hủy hủy kết bạn với từng người. Do vậy nó sẽ rất là lâu nên là ở phần mềm thì chúng ta chỉ cần tích vào là phần mềm nó sẽ tự động hủy kết bạn. Đó, mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn là như thế thôi. Sau đó chúng ta sẽ cáo lên là chúng ta sẽ nhấn vào xóa bạn đã chọn. Vậy là phần mềm đã báo là xóa thành công bạn bè Đỗ Văn Sang. Đó, rất là nhanh thôi. Thì vậy là Dung đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần lọc bạn bè không tương tác. Nó rất là đơn giản thôi ạ. Và bạn nào chưa có cái tài khoản inbox FB ở bên mình thì hãy liên hệ ngay với Dung qua Facebook Đỗ Kim Dung hoặc là số điện thoại 0388 839 694 để được cung cấp và sử dụng tài khoản cho nó hiệu quả nhé. Sử dụng công cụ cho nó hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái video của Dung. Xin chào và hẹn gặp lại.
bạn trong các cái video lần sau nhé.